Xin chào quý vị Khả Như, Khánh Chi đã quay trở lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Lâm Khánh Chi như thế nào ha. Theo chân Khả Như để đến với cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình nha. Đây là chiếc tủ lạnh đặc biệt của chương trình. Chị, nhìn chị như người mẫu quảng cáo tủ lạnh gì đó. Đúng rồi, hai chị em mình giống như hai người mẫu vậy đó. Giờ bây giờ mình mở tủ lạnh ra nha. Tủ lạnh có gì không vậy? Có đồ ăn dành cho chị. Đồ ăn gì vậy? Chị có ăn trái cây. Giờ em mở ra coi có trái cây hay không có nha. Có cherry không vậy? Cherry á? Cherry. Cherry rồi chị còn thích trái nào nữa? Cherry, sorry. Chị đó sorry. Rồi, để xem có cherry hay sorry dành cho chị hay không nha. 1, 2, 3. À, không có cherry nghe, có chôm chôm. Không có cherry, không có cherry. Có chôm chôm. Có chôm chôm. À, chị ơi, ở đây có món nào chị yêu thích không? Có món nào ở bên Cali không? Không có món nào ở Cali hết trơn, có sữa chua. Sữa chua à? Chị có ăn sữa chua? Sữa chua Việt Nam hay là sữa chua ở đâu vậy? Sữa chua Việt Nam. Sữa chua Việt Nam, sữa chua gì? Sữa chua gì? Lên men tự nhiên. Dạ. Ở nhà chị hay làm lắm. Ủa, ở nhà chị làm hả? Làm. Rồi chị mới nói với em chị không biết nấu nướng mà chị không biết nấu nướng nhưng mà chị biết làm những cái sản phẩm mà làm đẹp da nè. Dạ. Chị tự làm. Chị giỏi quá nhờ, nữ công gia chính vậy bởi vì chồng chị mê chị phải rồi. Ý, ở đây có hào nè, chị thích ăn hào không? Không, chị không, chị thích ăn hải sản nhưng mà chị không thích ăn hào. Trời, chị cũng thích ăn. Bây giờ em đóng cái tủ này lại nha. Ừ, em đóng cái tủ này giùm chị đi, em đưa cái gì đâu không à. Trời ơi, chị ơi, đúng là khám phá khẩu vị của chị xong là em không biết chị thích cái gì rồi, không thích cái gì luôn. Nhưng mà em biết được là chị không thích ăn hào. Không phải là không thích. Mà sao? Nhưng mà tại vì chị sợ, tại bụng chị yếu, chị sợ đau bụng.